giật, hồi nãy tao mắc giật, tao bị bò càng rồi đó. Không, nãy tao mắc giật, tao thấy mày không có bị bắn tốc độ. Hồi nãy nếu mà tao không bò càng rồi tao bị bắn tốc độ chắc ăn luôn rồi. Thôi mà hơi hơn cái mày. Thôi hơn. Điện sai ba lần trong luôn. Cái xui mình nó cũng có cái hơn. Mà có bắn tốc độ đâu, thấy công an gì thôi chứ. Sao bay quá trời. Đúng rồi, không. Khoan khoan, chú Nguyên chậm cái đã, khoan khoan khoan. Ê rồi. Quay luôn đi, chụp sao được. Bắn tóc. Trời ơi. Bị phóng. Quá rồi. Cung kinh tới đây luôn. Hiểu mày. Sao không có những người đó. Chú chậm lại cho coi nha. Chú chậm lại coi.